đâu. Tôi không dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cáo cả. Mà tiểu thư đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trái thân lưu lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn có tiểu thư là một khách tri âm, cư xử với tâm chân tình, xóa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăng tay nên tôi đành ôm hận, tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở ân nghĩa tiểu thơ đã tả cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì tình nàng đã đi qua, biết phải nói gì đây khi mình vẫn còn trắng đôi tay.
vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai, thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo áp vào ngực mông chưa mặt, mà ta nghe hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Bước thẳng trầm trời đất cùng lá lại, trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt thầm.